Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ bốn tịnh tự là tu bát nhã ba la mật đa, Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ bốn vô lượng là tu bát nhã ba la mật đa, Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ bốn định vô sắc là tu bát nhã ba la mật đa, Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ tám giải thoát là tu bát nhã ba la mật đa, Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ tám thắng xứ là tu bát nhã ba la mật đa, Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ chín định thứ đại là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ 10 biến xứ là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ pháp môn giải thoát không là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ năm loại mắt là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ sáu phép thần thông là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ pháp môn tam ma địa là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ pháp môn đà la ni là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ mười lực Phật là tu bát nhã nhã ba la mật đa tu trừ bỏ bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng là tu bát nhã ba la mật đa Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ quả dự lưu là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ quả nhất lai bớt hoàn a la hán là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ quả vị độc giác là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn tu trừ bỏ trí nhất thiết là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, này thiện hiện tu trừ bỏ sắc là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ thọ tưởng hành thức là tu bát nhã ba la mật đa, này thiện hiện tu trừ bỏ nhãn xứ là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ nhĩ tí thiệt thân ý xứ là tu bát nhã ba la mật đa, này thiện hiện tu trừ bỏ sắc xứ là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ thanh hương vị xúc pháp